Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Trần Duy Nhất. Mình là Hải Hòn đây các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ đi tìm lời giải cho cái cú đá vừa rồi đó. Theo anh nhất là trong đối kháng, cái cú đá vừa rồi em mới đá như vậy là có thực dụng không, có hiệu quả hay không? Vừa rồi thì Hải đã thực hiện cái đòn đá 360 độ xoay vòng. Trong thi đấu thì cũng có một số võ sĩ sử dụng cái đòn này và sử dụng rất là hiệu quả. Và bên cạnh đó là một số võ sĩ khi mà lạm dụng cái đòn này nhiều quá thì nó lại mang một cái tác dụng phụ, đó là bị phản đòn lại. Và gây ra cho mình nhiều cái sơ hở. Thì ở cái đòn vừa rồi á thì đòi hỏi một là cái quá trình tập luyện thật là nhiều để cho cái kỹ thuật của mình nó nhuần nhuyễn, hai là mình phải sử dụng đúng nơi đúng lúc và khi đó thì cái đòn của mình nó mới hiệu quả. Còn nếu mình lạm dụng nó nhiều quá thì nó cũng sẽ trở thành một con dao hai lưỡi, tác dụng phụ lại mình. Nhưng mà em thấy nếu như mà muốn đá cái đòn đấy thể lực phải dữ lắm mới đấu đài mới xài cái đòn đó chứ bình thường đó. Nhưng mà một người bình thường mà đấu đài ít ai bây giờ xài những đòn đó đúng không? Riêng em cá nhân em thôi, em suy nghĩ gì đó thì đúng rồi. Tại vì cái gì cũng vậy, văn môn võ luyện đó, mình muốn cái đòn của mình nhuần nhuyễn, cái đòn đó tốt, cái đòn đó thì mình phải luyện mỗi ngày, và luyện mỗi ngày nó sẽ trở thành cho mình là cái thói quen, cái tiệt chiêu. Mình cái thói quen thành cái tiệt chiêu rồi thì khi mình sử dụng thì mình sẽ cảm thấy nó đỡ mệt hơn và mình sẽ thấy nó dễ dàng hơn. Còn nếu như mình tập ít mà mình lên mình sử dụng nhiều thì nó sẽ bị phản tác dụng lại và đem lại hậu quả khó lường rồi. Thì những cái đòn mà xoay lưng á là những cái đòn lúc nào nó cũng là con dao hai lưỡi, khi mà trúng địch thủ á thì nó sẽ rất là mạnh, còn nếu không trúng á thì giống như là mình sẽ nằm lại. Vì riêng cá nhân anh thấy là cái đòn này có lên thực dụng bên đài xài hay không, hay là chỉ mang tính biểu diễn thôi? Thì đối với bản thân của Nhất á, thì cái đòn này rất là ít sử dụng và thậm chí là không sử dụng luôn đó. Thì bởi vì mình đánh trực diện trước mặt nhiều, còn những cái đòn xoay là mình sử dụng khi nào thằng địch thủ nó bị yếu đi hoặc là người ta đã dưới cơ mình nhiều quá rồi mình biểu diễn luôn. Chứ còn nó đang mạnh mà biểu diễn nó đá cho một cái hoặc là nó đạp cho một cái ra té cũng rối xương. Với lại cái đó mà em nghĩ các bạn thấy mình mới quất đá thôi mà mồ hôi ra quá trời luôn á, rất là mệt chứ không? Nên là đòi hỏi là những cái đòn đó là sử dụng sức nhiều, lực nhiều. Nhưng mà cái đòn này em thấy trên phim họ hay xài đó, nhưng mà em thấy vậy là đẹp thôi chứ còn thực tế nó khác phim một phần các bạn. Đúng rồi, thì trong phim ảnh á thì đạo diễn sẽ cho mình thành siêu nhân hoặc là thành gì đó cũng được hết, bay cũng được, lặn cũng được đó. Nhưng mà ở ngoài đời thì các bạn biết rồi đó, mình phải tập luyện nhiều hoặc là mình phải nói chung là rèn cái đòn nó nhiều thì mình thực hiện nó được. Còn nếu mà mình sẽ thực hiện lung tung á thì mình bị chấn thương rồi ráng chịu. Đúng rồi. Thì tốt nhất là các bạn vừa nghe chia sẻ của anh Nhất thì riêng cá nhân là mình cũng thấy đúng là như vậy các bạn. Cho nên là trong thực tế với lại biểu diễn nó khác nhau hoàn toàn. Nhiều khi các bạn có phim các bạn thấy đá đẹp quá và mình cũng muốn có một cú đá đẹp như vậy, thì nói chung đá cái kiểu như rất là biểu diễn. Ê, như là anh Nhất anh muốn mua bô rang anh bay chỏ rất là đẹp, nhưng mà đánh thì cái kiểu như mình không thể nào mình xài những cái đòn đó, tại vì nó vừa mất sức mà hiệu quả nó cũng em thấy cũng không có cao anh nè. Đúng rồi, thì ở thường thường trong võ thì có hai cái trường phái. Một cái trường phái là thi đấu đối kháng thì không cần đẹp, chỉ cần chất hiệu quả, cái đòn xấu cũng được nhưng mà đánh trúng bắn knock out. Đòn xấu cũng được nhưng mà đánh trúng bắn knock out. Ok, xấu mà. Xấu cũng vậy, em cũng ráng xấu. Nhưng mà còn trong trường phái biểu diễn, múa quyền đồ thì không cần đòn hiệu quả, chỉ cần đòn đẹp. Quýnh làm sao người ta thấy, ô cái đòn này dữ quá, đẹp quá, và kinh khủng khiếp. Cảm xúc quá, nhờ quýnh chung cái la rồi lên đó các bạn. Đó là hai trường phái, đó là một trường phái đối kháng, một trường phái biểu diễn. Vừa rồi các bạn cũng đã nghe anh Nhất chia sẻ về cái đòn xoay người đá đẹp trong phim ảnh nhất mà mọi người hay xài ấy. Rất mong các bạn nghe và cũng như là áp dụng vào thực tế cũng như là hiểu rõ hơn về cái đòn này. Đúng rồi, thì cho nên là mỗi người mình phải nên có một cái kiến thức về võ thuật. Cái kiến thức võ thuật sẽ giúp cho mình hiểu rõ nhiều hơn mà thế nào gọi là võ thuật ngoài đời và thế nào là võ thuật trong phim ảnh đó. Đừng có để bị lầm tưởng là cái gì mình coi được là mình sẽ thực hiện được. Nhưng mà giữa đối kháng
và biểu diễn nó khác nhau hoàn toàn các bạn, khác hoàn toàn 100%, không có giống nhau được. Đó. Cho nên là cái gì cũng vậy, mình phải muốn thực hiện được thì các bạn phải tập luyện nhiều. Và quan trọng nhất là khi tập luyện được rồi thì mình phải sử dụng ở đâu. Đó, mình sử dụng ở đâu, đúng nơi, đúng chỗ thì cái đòn của mình nó sẽ hiệu quả. Còn nếu như mà mình tập rồi mà mình sử dụng không đúng nơi, không đúng chỗ thì cái đòn nó cũng sai luôn, sẽ phản tác dụng phải không? Đúng rồi. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của anh em mình. Nếu các bạn thấy clip này hay và thú vị hãy cho anh em mình một like, một chia sẻ cũng như nhấn một nút đăng ký bên dưới để xem những clip tiếp theo cũng như là của anh em mình. Hẹn các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye.